tiền để đến chú và tắm lên răng phủ răng đủ đủ nhà vô. Thế mà các chị các em để này, các Phật tử để này, các lính các phía xa xa gần gần để đời kết kẻ tạo phúc phổ. Thế mà chúa dáng lên dáng phủ để này, dáng đủ lô nhang chứng minh trong ghế chúa cử từ này để này cao không đắc đạo để này kín như nào được nhân nhân đấy thôi. Thế là thời để này hôm nay chúa về đây tiệc vụ là đó hiếm để này ăn quả những kẻ trồng cây uống nước thời nhấm để nguồn đồ. Thế mà chúa thương cho các chị các em từ nay mặt hoa ra phấn mặt vẫn ra cười được cười được nói để này nói có người nghe đây có người nẻ nhá. Thế mà chúa để nhấc tay thiên hôm nay về đây vui vui mừng 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 bởi vì các chị các em vẫn thật từ đồng môn tuyến thẳng để nay đã kết bè tạo phúc tại đền rồng để nay chúa ban khen ban thưởng để đây ban cho nhà ai cũng đắc kỳ lai nhà đấy ô ban tài ban lộc ban ngân ban tuyến ban chữ đức chữ thọ chữ nhân chữ nghĩa cho các gia các chữ để đây ban cho bốn kiểu nữ hôm nay để đây tiến dâng dâng để nay quan ba linh tử để nay chúa thì chú độ cho từ nay được cười được nói được vui vui vẻ vẻ để nay được sum họp một nhà ô. Thế chúa lại độ cho các già các bãi ở trong dân thôn bản rằng này để nay được sống lâu trăm tuổi bách niên dài lão nhá. Thế hôm nay chúa dáng để dáng phủ để nay chúa dáng đủ lô nha. Để nay chúa cho linh kế của chúa từ nay có tài, để nay có nhân có đức, để nay cứu được nhân nào đắc được nhân đấy, cứu người nào thì khỏi được người đấy. Thế mà vấn lệnh để nay truyền cho linh kế họ thì để cho vế của chúa từ nay nếu người giỏi điên cũng khỏi mà còn người giỏi làm lại cũng lành nhá. Thế chúa cũng độ cho tay quỳnh tay quế các linh hút phổ chúng ta cho tung văn lời ca tiếng hát tung này nhất tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.